Xin chào bạn đọc báo Tuổi Trẻ. Đây là bản tin được thực hiện bởi AI. Sau đây là những thông tin nóng nhất sáng ngày 19 tháng 1 mà chúng tôi vừa cập nhật. Hàng không sắp tăng thêm chuyến bay Tết, giá vé sẽ bớt nóng. Tin tức từ các hãng hàng không cho biết vừa thảo luận với Cục Hàng không Việt Nam để tăng tải các chuyến bay những ngày cận Tết 2024. Các hãng đã được xác nhận lượt cất hạ cánh tăng thêm vào ngày 18 tháng 1 sẽ tiếp tục đề xuất để chốt lại phương án, bắt đầu triển khai bay. Trao đổi với Tuổi Trẻ, đại diện một hãng hàng không xác nhận hãng đang lên phương án để tăng chuyến. Các lượt cất hạ cánh tăng thêm dành cho đường bay đang có tỷ lệ đặt chỗ cao, cần ưu tiên bổ sung ngay tải cung ứng như từ thành phố Hồ Chí Minh đi Pleiku, Quy Nhơn, Chu Lai, Buôn Ma Thuột, Huế, Tuy Hòa, Thanh Hóa, Đà Nẵng, Quảng Bình, Hải Phòng, Vinh. Theo danh sách cấp tăng lực cất hạ cánh, Vietjet dẫn đầu số lượng hơn 600 chuyến, Vietnam Airlines 102 chuyến, các hãng khác 42-84 chuyến. Như vậy, việc bổ sung các chuyến bay này sẽ giảm phần căng thẳng về giá vé. Dù vậy, lãnh đạo thương mại của một hãng bay cho biết vé Tết đã bán gần hết, tăng thêm chuyến vẫn chờ hãng sắp xếp nguồn lực, trong đó là tàu bay. Nửa tháng cả nước nhập hơn 1.000 ô tô. Theo tin tức từ số liệu mới thống kê của Tổng cục Hải quan, trong nửa đầu tháng 1 năm 2024, cả nước chỉ nhập khẩu 1.053 xe với tổng kim ngạch 39 triệu đô la Mỹ. Dòng xe nhập khẩu nhiều nhất là ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống với 591 xe, kim ngạch đạt gần 18 triệu đô la Mỹ. Gần dịp Tết Nguyên đán nhưng lượng xe nhập khẩu nhỏ giọt là điều khác biệt so với thông lệ nhiều năm trước đây. Trước đó, năm 2023, Việt Nam nhập khẩu 118.942 ô tô nguyên chiếc, kim ngạch đạt 2,83 tỷ đô la Mỹ, giảm mạnh 31,5% về lượng và giảm 26,3% về kim ngạch so với năm 2022. Về thị trường, Thái Lan dẫn đầu với 53.942 xe, kim ngạch đạt hơn 1,14 tỷ đô la Mỹ, chiếm 45,35% về lượng và chiếm 40,46% về kim ngạch nhập khẩu ô tô nguyên chiếc của cả nước. Đứng thứ hai là Indonesia với 42.676 xe, kim ngạch 607,55 triệu đô la Mỹ, chiếm 35,88% về lượng và chiếm 21,47% về kim ngạch nhập khẩu ô tô nguyên chiếc của cả nước. Trung Quốc đứng thứ ba với 11.002 xe, kim ngạch 394,2 triệu đô la Mỹ, chiếm 9,25% về lượng và chiếm 13,93% về kim ngạch nhập khẩu ô tô nguyên chiếc của cả nước. Như vậy, riêng 3 thị trường ở châu Á chiếm tới 90,48% tổng lượng ô tô nhập khẩu của Việt Nam trong năm 2023. Lần đầu tiên, cá ngừ đóng hộp xuất khẩu nhiều nhất sang thị trường EU. Mới đây, tin tức từ Hiệp hội Chế biến và Nuôi trồng Thủy sản Việt Nam, VASEP, cá ngừ đóng hộp trở thành nhóm sản phẩm xuất khẩu nhiều nhất sang thị trường EU. Đây là lần đầu tiên, kim ngạch xuất khẩu nhóm sản phẩm này chiếm hơn 40% tổng kim ngạch xuất khẩu sang thị trường EU, thu về ước khoảng 71 triệu đô la Mỹ. Con số này tăng 28% so với năm 2022. Nguyên do của sự tăng trưởng này là được hưởng ưu đãi thuế quan theo Hiệp định Thương mại Tự do giữa EU và Việt Nam, EVFTA, sau khi khởi động lại. Vì thế, có thời điểm kim ngạch xuất tăng tới mức 3 con số so với cùng kỳ. Hơn nữa, do giá nhập khẩu trung bình các sản phẩm cá ngừ đóng hộp trong nội khối EU cao nên các nước EU có xu hướng tăng cường nhập khẩu cá ngừ từ bên ngoài. Hiện nay, các sản phẩm cá ngừ của Việt Nam đã xuất được sang 22 nước trong khối EU. Trong đó, Đức, Hà Lan và Ý là 3 thị trường nhập khẩu nhiều nhất cá ngừ đóng hộp của Việt Nam. Thành phố Hồ Chí Minh hạn chế đào 591 tuyến đường vào ban ngày trong năm 2024. Tin tức từ Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh cho biết sở này vừa ban hành danh mục 591 tuyến đường, đoạn đường hạn chế thi công đào đường ban ngày trong năm 2024. Đây đều là những trục đường chính, xe cộ đi lại đông đúc nên hạn chế thi công đào đường từ 6 giờ sáng tới 22 giờ đêm. Các đơn vị chỉ được phép thi công từ 22 giờ đêm đến 5 giờ sáng hôm sau. Trong đó có những tuyến đường huyết mạch như đường Võ Văn Kiệt đoạn từ hầm sông Sài Gòn đến quốc lộ 1 qua các quận 1, 5, 8, Bình Tân, huyện Bình Chánh. Đường Cách Mạng Tháng 8 đoạn từ đường Phạm Hồng Thái đến đường Hoàng Văn Thụ qua các quận 1, 3, Tân Bình. Đường Điện Biên Phủ đoạn từ cầu Điện Biên Phủ đến vòng xoay ngã 7 qua các quận 1, 3, Bình Thạnh. Các đoạn đường, tuyến đường nằm trong danh mục này được phép đào đường, thi công khi xử lý các sự cố đột xuất về kỹ thuật nhưng phải chấp hành theo đúng quy định. Xử lý nghiêm nếu bán vé tàu, xe giá cao trong dịp Tết.
Tại buổi họp giao ban báo chí chiều ngày 18 tháng 1, ông Nguyễn Văn Phạn, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Kiên Giang cho biết, tỉnh đã thực hiện nhiều giải pháp để đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, phục vụ người dân, khách du lịch trong dịp Tết Giáp Thìn. Hiện Kiên Giang có nhiều bến xe, tàu như bến xe Rạch Giá, Hà Tiên, Vĩnh Thuận, Gò Quao với hơn 2.000 xe kết nối các tỉnh thành trong cả nước và bến tàu thành phố Rạch Giá đi Phú Quốc. Nam Du và Hòn Sơn, huyện Kiên Hải, bến tàu thành phố Hà Tiên đi Phú Quốc với khoảng 30 chuyến tàu cao tốc và phục vụ khách ngày. Dự báo, người dân và khách du lịch đi lại dịp Tết sẽ tăng 7-10% so với cùng kỳ năm 2023 và tăng 20-30% so với ngày thường. Nga nói lính đánh thuê Pháp ở Ukraine. Ngày 17 tháng 1, Nga cho biết các lực lượng của họ đã thực hiện cuộc tấn công chính xác trong ngày 16 tháng 1 nhằm vào một tòa nhà có chiến binh nước ngoài ở thành phố Kharkov, đông bắc Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga nói rằng các chiến binh này chủ yếu là lính đánh thuê Pháp và tòa nhà đã bị phá hủy, khiến hơn 60 người thiệt mạng. Tuy nhiên, họ không cung cấp bằng chứng. Trong tuyên bố ngày 18 tháng 1, Bộ Ngoại giao Pháp đã bác bỏ thông tin của Nga. Bộ này nhấn mạnh Pháp không có lính đánh thuê ở Ukraine hay ở nơi nào khác, không giống như một số nước khác. Trong vụ tấn công nói trên vào ngày 16 tháng 1, các quan chức địa phương ở Kharkov cho biết có hai tên lửa của Nga đã tấn công một khu dân cư ở trung tâm thành phố, khiến 17 người bị thương và nhà cửa bị hư hại nặng. Quý vị vừa nghe tin tức sáng của báo Tuổi Trẻ.